Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game Mã Tiến Quá. Thì trên màn hình anh em đang xem đây chính là mộng cảnh thằng nữ. Đấy, mộng cảnh thằng nữ nha anh em. Cái phó bản này nó cũng có nhiều anh em nói nó khó đi. Nhưng mà nếu anh em biết đi rồi thì nó cũng khá là dễ nè. Thì cái cách đi của này như sao? Thì trong video này mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em. Thì ở trên màn hình anh em sẽ nhấn vô cái bản đồ. Thì trước tiên đây là bốn cái thằng nữ này, bốn hình cái đầu này, bắt buộc anh em phải lấy được bốn cái đầu này thì anh em mới mở được hết bốn con boss. Thì để mở được bốn con boss thì anh em phải điểm của anh em á là phải 675 điểm, tổng là 675 điểm, còn dưới thì chia ra nghe nè, dưới thì chia ra có thể là mở hai boss ba boss gì đó tùy. Rồi thì để đi được cái phó bản này thì trước tiên thì anh em nhìn thấy này, nó sẽ cho anh em 25 cái chìa khóa. Mỗi một cái chìa khóa sẽ tương ứng với mỗi một lần anh em vượt qua một ô. Đồng thời nó sẽ cho anh em hai lần làm mới và hai lần bỏ qua. Nếu mà chúng ta gặp những cái nào nó khó khăn chúng ta có thể bỏ qua. Về cái này đi á thì nó không giới hạn thời gian. Rồi, làm sao để đi? Thì trước tiên á anh em phải hiểu được hết những cái này của nó. Ví dụ như anh em đứng ở cái hình này thì anh em sẽ thấy được những cái ô xung quanh. Ví dụ như anh em đứng ở đây thì anh em không thể thấy được cái ô cách xa hơn một chút xíu nghe nè. Đó, không thể cách xa hơn. Rồi thì anh em phải hiểu được những cái ô này là cái gì. Ví dụ như ở đây cái hình này giống như là anh em nói đơn giản là con nhện đập đi đó, mình nghe dễ ha. Đó là tượng đá xui xẻo, anh em cứ nhớ cái hình tượng này, gặp cái tượng đá này là phải tránh xa, gặp là tránh xa, gặp là tránh xa, đừng có lao đầu vô, trừ khi trường hợp mình bất đắc dĩ xui quá mình không thể tránh được nó, mình phải lủi đầu vô nó thôi nghe anh em. Chứ anh em lủi đầu vô nó thì anh em sẽ bị trừ từ 1 tới 3 cái chìa khóa, trừ là hên xui đó nha. Rồi ví dụ như ở đây nè, đó nó sẽ trừ nè, anh em đọc, anh em phải cố gắng, anh em phải đọc được cái này. Nếu anh em không nhớ được thì anh em đọc, mình thì mình cũng không nhớ đâu nè. Nhưng mình đọc ví dụ như cái hộp quà này, nó cái gương này, thì mỗi một lần anh em qua mấy cái này thì anh em phải nhớ được mình bao nhiêu điểm. Ví dụ như anh em vô cái gương này mà nó có 5 điểm thì lần sau mình gặp nó mình tránh, ít quá mình tránh. Cái thứ hai mình sẽ vô đây cái hình cái mỏ neo vòng tròn này nè, mộng cảnh này thì phòng này tiêu hao điểm hành động, không tiêu hao. Nhưng mà anh em vào đây á, lần đầu tiên sẽ tiêu hao, nhưng anh em qua đây nó không tiêu hao đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi nha, mỗi một lần đi thì anh chịu khó anh em mở bản đồ lên anh em xem anh em ơi. Rồi trước tiên mình sẽ đi lên nè, đó mình sẽ đi lên đó, cứ gặp cái hình này là anh em cứ đi thẳng vô đây không sao. Rồi tới đây nó cũng không trừ luôn, vô đây là nó trực tiếp nó cũng không trừ luôn nha, nó thông báo nó không có trừ. Rồi chết bà luôn anh em ơi, xui quá. Đấy, đi vô đây thì có hên có xui nha anh em, chứ không phải lúc nào cũng hên. Đó, vậy cái này được mấy điểm ta? 10 điểm. Có đỡ hơn không nha anh em. 1 điểm cũng được nữa, không mất chìa khóa là được rồi. Nhưng mà anh em nhìn thấy này, bây giờ cái đường đi lên của mình lại gặp cái tượng xui xẻo này nữa, gặp cái tượng xui xẻo rồi. Không thể đâm đầu vô được thì mình sẽ đi đường tắt. Chứ anh em đâm đầu vô cái nó quất cái phát mà xui mà quất ba cái chìa khóa là coi như còn có 21 luôn, còn 22 luôn nghe anh em. Đó, cho nên mình đi không được mình đi đường tắt, mình đi qua đây. Cái đường này là bắt buộc mình phải đi qua, không lẽ mình đi ngược trở lại nha, đúng không? Bắt buộc mình đi qua đây. Thì để coi nè, cái tượng này là tượng gì nè. Đây, tượng đá may mắn. Thì tăng ngẫu nhiên từ 1 đến 3 cái chìa khóa, có nghĩa là anh em sẽ được tăng 3 cái chìa khóa nha. Từ 1 và 3 có nghĩa là mình đang còn 25. Hên thì anh em lên được 28. 28 với anh em trừ cái lần vô là 27 nha. Còn nếu hên thì anh em được 26. Đó. Để coi tại vì anh em cái hình này nó nằm không đúng nha, để coi đấy hình như đây nè, đó đây vậy đúng nè, này chót rồi đó nè. Nhiều khi mà cái hình hình dáng đó mình nó xây vòng tròn rồi mình cũng không nhớ nè, mà cũng không điều cái gì chứ. Đấy, vô tới đàn thì ở đây nè, tiêu hao 1 điểm để coi cái này có được có 15 điểm với nè, nó 15 điểm đấy, nó trừ mình điểm nè, vô là nó trừ liền nghe nè. Ôi chết bà rồi anh em ơi, không có lời luôn, ngoại trưởng thì chơi. Không có lời miếng nào luôn anh em, tượng đá may mắn. Anh em vô mà anh em không có điểm là coi như là đáng lý ra mà nó được ít gì cũng được 2-3 điểm đúng không? Là ngon lành, còn nếu anh em không có điểm chết luôn.
còn 23 anh em ơi. Xui á. À. Cái tượng may mắn là cái tượng này anh em ơi, lộn lộn. Cái tượng này thì nó không có cao điểm nè, nhưng mà rồi. Khoảng nãy mình đi lên hay quá, nãy mình quên coi ở trên là cái gì nè. Không sao, để mình lên lại đi. Đó, mình đi lên, vô thằng nữ nha. Ở trên là cái hộp quà. Đó, xui, đúng là xui luôn á nè. Anh em thấy không, lần này mình đúng là xui luôn á. Hồi nãy mình đi lên là hay quá, mình đi lên là mình tránh được cái con này rồi. Đó, đây là cái mình bắt buộc luôn nè, bắt buộc không thể tránh được luôn á em. Đúng là xui luôn. Giờ này thì bắt buộc phải đi tới nè, không thể tránh nó được. Nhưng mà ở đây mình đỡ cái á, là mình có đường một là mình bỏ qua, hai là mình làm mới luôn nha nè. Mình sẽ chọn cái làm mới để lấy điểm luôn nha nè. Ôi trời ơi, tới đàn nữa. Rồi ở đây anh em đừng có lựa chọn nữa anh em. Ví dụ như anh em mà nó sao xui quá vậy ta, không có cái nào ở trên ta. Rồi cái này là boss đúng không ta, để coi phải boss không. Đây coi thủ vệ hạ gục, đây coi này chắc boss. Nó boss thì nó sẽ cao điểm nha nè, boss nó sẽ cao điểm. Anh em đừng đi tới nha. Ví dụ như anh em đi tới đây là anh em phải đi ngược trở lại đó, cho nên anh em đi đây anh em đi xuống này cũng được, tại mình chỗ này mình có rồi, mình không đi ở đây được. Anh em nhiều khi anh em đi mấy cái chỗ này nó cũng không phải là điểm xấu nữa anh em. Nhiều khi anh em đi vô đây, cái qua đây anh em gặp mấy cái chỗ này nè, nếu mà gặp được mấy cái cộng điểm thì nó ngon lắm, nó cũng hên lắm nha anh em. Không nhất thiết là mình mấy cái điểm đầu mình không sợ gì hết á. Đó, mình cứ đi xuống thoải mái. Nè, vô gặp boss là cao điểm đó anh em. Boss nó để đây 10 điểm, giết con boss nó sẽ được cộng thêm điểm nè, để coi cộng thêm bao nhiêu nha. Đây mình 120 điểm rồi nè. Giết càng nhanh điểm càng nhiều nha. Anh em mà qua tới tầng cao đó 165 điểm đúng không? Để coi 120. Giết được con boss được 35 điểm, chứ qua tầng này là 10 điểm là 45 điểm là cũng ngon ha. Rồi. À. Chết bà rồi anh em. Để coi thường anh em. Anh em thấy cái này nè, anh em thấy cái này là anh em vô đây là anh em sẽ được cộng tới 1 tới 3 điểm, nhưng mà anh em cứ để đây đi. Một hồi cái anh em ở đây nè, anh em đi lên đây anh em phải nhớ nha. Tại vì anh em đi xuống đây rồi đó, là nó không nhìn thấy chỗ này đâu. Cho nên là anh em cứ nhớ chỗ này, cái mình đồng hồ mình đi ngược đây nè, mình đi ngược từ đây. Đó, cái mình đi lên đây. Đó, hoặc là mình đi ngược tới đây, mình đi lên đây, rồi mình đi vô đây, mình đi qua tượng thần cũng được nha nè. Đó, anh em cứ để đây đi. Chứ anh em mà đi qua đây hồi mình đi cũng đi vòng trở lại mất xa lắm. Rồi bây giờ mình đi xuống nha, mình đợi đó mình đi xuống. Không mắc điểm là được rồi anh em. Nói chung là không mắc điểm là được nha. Này có 10 điểm thôi anh em ơi. Đi cái này là anh em phải tính toán cho thật là kỹ nha. Đó. Rồi ở đây anh em nhìn thấy nè, nó sẽ có boss người chơi chứ lộn. Anh em gặp mấy cái này là anh em phái luôn á. Gặp người chơi này là mấy cái chữ ít này nè anh em. Ít là hai cây đao nè, có người là người chơi á. Cái người chơi này á, cái điểm nó rất là cao, giết được nó là điểm cao lắm, cho nên là anh em phải tận dụng nó. Anh em muốn điểm cao là anh em phải tận dụng nó. Rồi mình sẽ đi qua trái nghe nè, đi ngược qua trái. Đi lộn. Nó cùng màu nè, nó cùng màu thấy không rõ. Chết bà rồi anh em ơi. Má nó cay thiệt chứ. Anh em nhìn thấy này. Đúng là cái game này nó cái tỷ lệ nó ra chết người thiệt chứ anh em thấy không? Nó chặn đầu chặn đít luôn, không có đường nào đi được. Mình muốn đi qua bên đây cũng bị trừ nè, đi xuống cũng bị trừ luôn. Anh em thấy cay không? Nó bây giờ mình đã sử dụng hai con bùa mẹ rồi. Giờ bắt buộc giờ phải sử dụng tới cái bỏ qua rồi nè. Cay thiệt chứ. Đó. Phải dùng bỏ qua đi nghe nè. Tại vì hên quá, xuống tới đây hợp quà cũng được, hợp quà nó ít điểm lắm anh em ơi. Có 10 điểm thôi. À 10 điểm thôi. Anh em thì mấy cái này thì chắc chắn là mình phải lấy điểm rồi đó anh em. Cay thiệt chứ. Phải này không đụng nó là ít gì mình cũng phải được 10 điểm, 5 điểm cũng ngon nữa anh em. Đó, rồi. Tới tượng nữ thần không nói nè. Đấy. Rồi, nói chung là hai tượng thì nó được 235 điểm rồi, gần 240 rồi nè. Chưa đủ đâu, nói chung là vậy là ít lắm nghe nè, yếu lắm rồi đó. Mới có 206 thôi đúng không? Rồi, tiếp tục. Sang phải. Hay quá, nói chung là mấy cái này là ngon nè. 10 điểm cũng được nữa. Đó. Chà, mình không để ý nè.
kệ nó không được, cũng không sao đâu anh em. Nè anh em nhìn thấy không đó, nói chung là cái này giống như cây cảo, cảo mặt đạn gì đó nè, đúng không? Nhìn thấy cái tượng hên xui, cái tượng hên xui đó, tượng may mắn đó nè. Ở đây thì mình sẽ chọn đi lên nha, mình sẽ chọn đi lên, mình đi qua, đi bọc, đi xuống trở lại đấy, phải chọn anh em, cũng phải chọn mới được chứ. Đó, đi lên 16 điểm và được bao nhiêu điểm cái nè. Trời ơi anh em ơi, nó cay á. Game này đúng là khốn nạn thiệt luôn á anh em ơi. Anh em giờ này nó ra liên tục luôn. Quái đạn thiệt chứ. Nói thiệt với anh em, xui lắm mới bị mấy cái này liên tục luôn á, bị liên tục. Mà nó chặn đầu của mình luôn, nó bị chặn đầu luôn, không thể đi được luôn á anh em. Cay luôn á, nói thiệt với anh em, gặp mấy cái này là cay dữ dằn luôn. Trời ơi, coi nè anh em ơi, bị nữa nè. Ui, nó chặn đầu hết mẹ rồi anh em ơi. Cái đường lên chỗ này, đi lên chỗ này là chỗ này nó có cái đường hên xui nữa nè, đường nhân 1 tới 3 nè. Tưởng may mắn bây giờ anh em nhìn thấy này. Đấy, bị chặn nữa rồi. Đúng là lâu lâu làm clip cái nó xui hết biết luôn á anh em ơi. Anh em mà gặp nó nhiều quá là đâu có thể nào điểm được, đúng không? Anh em mà gặp nó nhiều quá là anh em không thể nào có được điểm nhiều. Tại vì một là anh em gặp nó là anh em phải bị bỏ qua, hoặc là anh em làm mới là đâu có được cái gì nữa đâu. Xui, nói chung là xui, xui tận mạng luôn. Nó làm cái clip này đúng là xui luôn. Bó tay thiệt chứ. Nè ra nữa nè, coi nè, ra nữa nè. Đó anh em thấy không, nó ra liên tục luôn anh em ơi. Mình anh em mà phải nhớ chỗ này nha, anh em mà không nhớ cái chỗ này ha, là anh em mà không nhớ chỗ này là dễ bị lắm anh em. Rồi bây giờ tới đi lên đây nè. Đó, boss. Đam anh em mà không cao là nguy hiểm lắm. Cái này map này nếu mình bị liên tục như vậy là điểm nó không cao đâu anh em ơi, nó không cao được nhiều đâu. Cay thiệt chứ. Bước nó lẹ lẹ đi con, hay lắm. 390 anh em ơi. Để coi hai cái này á mình sẽ lựa chọn, ví dụ như là mình nhớ mộng cảnh may mắn không tiêu hao điểm thì mình sẽ lựa chọn cái này nè, mình lựa chọn cái này. Tại vì một hồi đi thẳng lên đây nè, đi thẳng lên đây thì nó sẽ cũng có cái điểm đó. Nhưng mà anh em được cái hộp quà thì anh em cũng được 10 điểm mà anh em bị trừ. Còn thay vì mình đi qua đây mà mình không bị trừ nè, mình đi ngược trở lại nè. Đó, mình đi ngược trở lại. Đó, đi ngược trở lại. Mình cũng được 10 điểm mà mình không có bị trừ lượt. Chết, còn có 15 mà anh em ơi, còn có 15 thì phá thôi anh em ơi. Đấy. 15 thôi, bây giờ bắt. Trời ơi anh em ơi, bị trừ, bị nữa anh em ơi, chặn đầu nè. Đó, nó chặn đầu nữa. Cũng may hên quá mà cái đường mình đi, mà cái đường mình qua phải nó lại có người ta hên, có một tên tướng cướp đỡ. Ủa? Ủa cái này mình đánh rồi hả? Chết bà rồi. Ồ quên, trời ơi. Cái này á mình đi rồi nó sáng lên mà nó thông báo. Nó thông báo sáng rồi anh em ơi. Để coi cái nào chưa đi nó hiện màu xanh lá cây, đi rồi thì nó thông báo màu trắng, mình không để ý. Thôi kệ nó đi anh em. Cây thiệt chứ, mình bị cái tượng nó quất mình phát rồi đó. Đó. Nếu mà mình đi lên đây á, mình gặp cái tượng may mắn này ha. Đó, tượng may mắn ở đây là. Để coi giá trời cho được 3 cái nha, còn 3 cái mới có điểm nhiều, còn không được 3 cái là xui lắm anh em ơi. Khoan để coi mình coi ra. À đúng rồi. 3 cái này con, 15 nha con. Hay lắm anh em ơi. Đó mình nhớ mà. Nhớ chỗ đó mà. Hay lắm anh em ơi. Rồi đây mình. Ở đây nhìn thấy nè, đây có cái cùng móc nữa. Đó, đây cái cạo nữa, mình nói nhân gian mình gọi cho vui vậy thôi nghe nè. Đó, có điểm nữa nghe nè. 3 điểm nữa con, 17 đi con. Kể một lần được 10 điểm cũng được nè. 10 điểm cũng được mà miếng
đó, 17 anh em may mắn đã tới rồi, mình đi lên anh em như nhà tiên tri hay gì á. Đúng rồi, thương nhân thần bí ở đây anh em có thể mua được đồ nè, nói chung là cái này cũng ngon đó, anh em có thể là mua nghe nè. Ví dụ như đây hai cái chìa khóa này bằng nó bán bằng kim cương đỏ thì mua đấy, mà mình nó chưa có sử dụng tính năng luôn anh em. Còn cái này thì bằng 8 thì cái này mua cũng được nè, anh em có thể mua được, mình không mua đâu anh em ơi. À con cái vừa thêm cái nữa đi, mình không biết cái chìa khóa gì, nó chưa mở tính năng mình cũng chưa biết luôn em. Còn để coi mình đang có bao nhiêu cái này cơ ta, à mới có 2/30 rồi, mua cũng tốn tiền thôi anh em ơi. Đấy 4/30 thôi để đi rồi, nói chung là có thể bỏ qua rồi, đi qua thì qua thằng nữ cái mới có 440 điểm thôi anh em ơi, bèo quá, hôm nay là không được nhiều điểm rồi, bị chặn nhiều quá. Hay quá anh em ơi, có một rồi thì 460 điểm tới đây anh em nhìn thấy nè đó. Để rồi, ở đây mình đã đi rồi đúng không, rồi ở đây ví dụ như bắt đầu tới đây mình bắt đầu điểm nè, tới đây mình đầu mình đi lấy 15, mình lấy cuối mình còn 15 nè, anh em phải tính cái con đường của mình an toàn trước nè, mình tính là 1 đi tới là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 là cái khoảng cách an toàn nhất của mình đó. Rồi bây giờ mình đi làm sao mình đi thi kiếm thêm 6, 7, 8, 9, 10 đó nè ha, đó mình phải tính nè. Rồi trước tiên mình phải đi tới nè, trước tiên mình đi tới cái đầu tiên để coi, chắc 500 điểm quá, 505 à 515 đấy. Rồi ù bà nó xui quá nè, chặn đầu nữa nè, nó chặn đầu nữa nè, nó cũng may là mình có đường dự phòng, mình có đường mình đi tới được đó, đi tới này có 10 điểm mà không nhiều đâu. À thủ vệ hay quá, boss 45 điểm anh em ơi, từ 60 rồi 55 đấy. Rồi ở đây thì để coi, cái này không phải nè, cái này cũng bị trừ điểm, mình như có 10 điểm anh em ơi, như cái này có 10 điểm thôi đó, tới đàn này nó cho 10 điểm thôi, mình có thể mình bỏ qua, mình sẽ có thể mình bỏ qua, mình lấy hộp này lấy thêm 10 điểm, mình còn 13 đúng không, lấy 10 điểm nữa đi. Rồi mình đi vòng đi bông ngược cái lợi anh em, đừng có đi tới liền nha anh em, đi tới liền là lỗ đó, chết bà, gặp hộp nữa rồi anh em ơi. Rồi đi xuống nha, tới đây là bắt buộc đi xuống nè. À, hôm nay bèo quá anh em ơi, không có điểm rồi. Bèo quá, mới có 570 điểm thôi anh em ơi. Để coi nhớ cái đầu này, đầu gì ta, boss đúng không? Đó, đầu này là boss. Anh em, nếu anh em quên thì anh em cứ vô anh em. Đó mà đi ngược trở lại anh em đừng đi tới. Mình đi ngược trở lại để mình đi luôn cái khoảng trống ở đây luôn. Nếu hên mình gặp mấy cái chìa khóa là mình bục mà được thêm điểm anh em, là được thêm nữa. Đó mà đi ngược trở lại anh em đừng đi xuống. Đó đi ngược trở lại. Trời ơi cay, nó chặn đầu nữa kìa anh em ơi. Đó nó chặn đầu nữa nè anh em thấy không? Cũng may là mình còn được cái này chứ không là chết. Sao mà cái này nó ra tỷ lệ nó nhiều quá vậy ta? Nó ra càng nhiều là mình càng chết luôn á, ra nhiều lắm là không đủ điểm đi đó. Nó bây giờ bắt buộc phải đi, à mẹ nó làm tốn dữ lắm rồi anh em ơi, xui quá, đáng lý ra mình phải đi ngược trở xuống mới đúng. À tọ ấn có thể tăng số lượng lần tọ ra chặn, à, ấn cuồng sát, như ấn cuồng sát hay gì á, sai, à, ấn thiên mệnh, đúng rồi, hồi thối mình trả lời rồi đó anh em mà mình quên á, nhận được mã kích hoạt trò chơi, à, giao diện phúc lợi. Nếu có người yêu cầu các phương thức liên hệ, quần què, WeChat, bạn nên làm gì? Thành chi kỷ, bán tính bán nghi, chặn và ẩn ngay. Chỉ số góc bên trái của icon mang biểu thị điều gì? Chỉ số góc bên trái hay ta, bên trái là cấp, không phải hả, gì ta, chỉ số góc bên trái, giờ nó nói với cái này sao mình nhớ nổi ta, số bạc
sai luôn, sai luôn, trời ơi, đúng câu sai luôn ta. Mở túi phúc hoa linh, hệ thống tự động phân tích nuôi dưỡng anh linh là kích hoạt bet nào, bet gì đây, ai mà nhớ mấy cái tên này cho nổi đúng không? Đấy, hên quá. Rồi nói chung là bây giờ vẫn là xuống được luôn em, vậy vẫn còn điểm anh em, tới đây mình vẫn phải tính nha anh em. Ví dụ như mình còn 9 đúng không, 10, 11, 12, 13, ở 9, 8, 7, 6, 5, còn thừa ra 4 đúng không? Rồi đi xuống. Ê ô tú, ê chết bà rồi, ủa trời ơi, nó bị lộn đường rồi anh em ơi. Ôi sao mình chết bà rồi, do cái này nó nằm nó xây tới xây lui, mình cũng quên, mình không để ý, mình lo mình đọc rồi mình không để ý luôn á. Phải nó nằm hướng nào một hướng mình dễ anh em. Giờ nói thiệt, bốn cánh cửa cánh nào cũng đi chang như nhau chứ, giờ nó nằm đố mình nhớ cho nổi á. Để coi kho báo là không phải nè, kho báo nằm đâu, kho báo nằm bên trái rồi nè, vậy là bên phải đây đó, boss. À, là mình bắt một cái chìa phá luôn ta ơi. Vậy thiệt, đáng lý ra mình đi xuống mới đúng anh em ơi. 609 rồi, 609 mình còn 7 chìa phá đúng không, 1, 2, 3 rồi đi sang trái nha nè, trời ơi á. Đấy sang trái, trời ơi nó gặp nữa kìa em ơi, gì vậy trời. Rồi đi xuống nha nè, gặp nữa nè, sao mà đây coi, 1, 2, 3 mấy cái trong mấy cái con đen đen ẩn ẩn này còn nhiều lắm nè, tại mình không thấy đó, xui dữ vậy ta ơi. Hay quá, hên anh em ơi, hên ra được cái tượng này, lấy lại chút xíu điểm anh em ơi. Còn 5 đúng không, à 5, hình như là cái thằng này nó không mất điểm, không phải, thằng này mất điểm anh em ơi. 5 phải tính anh em, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, chết bà rồi. Để coi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, không đủ anh em ơi. Bây giờ mình đi xuống này phải chơi hên xui thôi, chỉ còn có 4-3 lỗ nữa thôi anh em ơi. 1, 2, 3, 4, cay thiệt chứ. Trời ơi á, giờ đi xuống hay gì, đi xuống thì lấy cái hộp quà, còn đi qua thì lấy cái cây này, thì cây này nha. À, tế đàn, như cái này nó cũng có 10 điểm thôi. Đây nè, sau khi kích hoạt, lần sau hoàn thành sự kiện, điểm sẽ gấp đôi. Đấy, nói chung á, mình kích hoạt cái này á, lần sau mình gặp người á, thì điểm rất là cao nghe nè. Đó, nè, sau khi kích hoạt, lần sau hoàn thành sự kiện, điểm sẽ gấp đôi. Đấy, hoặc là cái gì á nè, hoặc là cái gì đó mình cũng không thấy. Nếu mình đi đường này, mình đi qua đây 1, 2, 3, mình đi 1, 2, 3, 4, đó nè. Em có chơi hên xui không anh em? Được điểm gấp đôi cũng được. Ví dụ như á, mình còn ở đây nè, mình còn ở đây là có 5 đúng không? Đó, mình còn ở đây có 5 nè, mình đi xuống là 1 nè, đi qua phải là 2, đi qua trái, đi qua phải cái nữa là 3, đi lên cái là 4. Đó là 4, như vậy là mình sẽ được đi 4 lần. Còn nếu mình đi qua đây nè anh em, đó, đi là 1 nè, đi qua đây là 2 nè, đi qua đây là 3 nè, đi trên đây là 4 luôn. Đó, giờ mình sẽ đi lấy cái này nghe nè, lấy cái này. Hên thì mình được điểm cộng thêm điểm nữa nè. Đó. Đây có phải. Đó, rồi, còn 5 đúng không? Ở đây nó cho mình cộng thêm bằng cái gì ta? À, ở đây này có thêm mua lượng nữa nè em ơi. Ô cái tính năng này có cho thêm mua lượng nữa nè em ơi. Ôi khỏi rồi. Ôi, nếu mà nó có thêm tính năng mua lượng thì mình không cần đâu anh em ơi. Rồi, chơi luôn, mình đi đường này luôn. Ô được mua thêm lượng nữa anh em ơi. Mình đâu có hay đâu. Mình cứ ấy giờ mình đâu có nghĩ là nó lại cho mình thêm lượng đâu. Ồ, nếu mà thêm lượng, hồi hôm mà thêm lượng là chắc chắn là mình đi trên 10.000 điểm luôn á. Chết bà ta nữa rồi anh em ơi. Gì đó mà xui dữ vậy ta, xui tặng mạng luôn vậy ta. Đúng là xui tặng mạng không anh em. Đấy,
bây giờ mình hết lượt làm mới rồi mình đâu còn nữa đâu. Nó bây giờ trước tiên mình bây giờ mình sử dụng cái tính năng mua. Nếu mà mình mua nè, đấy mình mua. Đó bây giờ mình mua thử nè, mua chỗ nào ta để coi. À đi bỏ đi, mình đi bọc ngược trở lại đi nè. Đi bọc ngược. Nó cay quá ta. Mình đi bọc ngược trở lại mình mua coi nè. Nó ví dụ mua đúng không? À mua là mua lượt làm mới anh em đừng mua. Nếu mà nó cho mình mua đây có mua có thể mua được không anh em? Đây nó cho mình mua cái này thì mình sẽ mua cái làm mới luôn nha anh em. Đấy mình mua cái làm mới hay hơn. Đó, tại trong cái tình huống này. Trong cái tình huống này mà mình gặp cái con này thì mình mua cái này mình sẽ được điểm luôn. Đó, ngon lành. Nếu mà nó cho mua thì quá hay luôn anh em ơi, cái tính năng mua. Mình tưởng đâu nó không cho mua đó, mình sẽ làm mới luôn nha anh em. Đấy. Trời ơi á trời. Có 10 điểm mà ông nội mẹ ơi. Để coi 10 điểm mà mình đang là 805 đúng không? Là 10 điểm là 825. Trời không có gấp đôi anh em ơi. À có người. Rồi ở đây mình còn 3 lượng đúng không? Ví dụ như mình 3 lượng mình sẽ mua bao nhiêu ta? Ví dụ như anh em mua 3 lượng đúng không? 3 lượng thì anh em có đây 1 2. Nếu qua đây mà anh em xui mà anh em gặp một cái tự xui xẻo nữa là coi như là thiệt bỏ game luôn là vừa luôn á anh em. Để coi 1. Mình đi qua phải đi qua trái nha anh em, qua trái là 1 nè, 2 nè. Qua phải là 3 nè, 4 nè, đi lên là 5 nè. Như vậy là 6, nó tổng cộng là 6 cái. 6 cái chìa đúng không? Rồi 6 cái chìa như vậy mình mua thêm 3 lượng nữa. Mình mua thêm 3 lượng nữa nè. Nếu mà có thể mua được thì mình sẽ mua thêm 3 lượng nữa nha. Đó mình đi qua đây. Đó trước tiên mình sẽ mua thêm 3 lượng nữa là vừa đủ luôn nha anh em. 1 2. Ồ nếu mà có mua là hay quá luôn anh em, có mua thì cách hay luôn rồi. Đó. Mình cũng không biết cái này là cái gì nữa, mình chưa đi lần đầu tiên. À năng lượng, à được kỹ năng. Cái kỹ năng này nó không quan trọng đâu anh em ơi. Khi nó có kỹ năng nó sẽ mở kỹ năng này, ví dụ như sát thương của anh em yếu á, anh em dùng cái này anh em đánh boss đánh người á anh em, thì kỹ năng này chắc lên tầng cao á và nó có tác dụng, còn anh em được chiến thấp thì mới có tác dụng thôi. Đó. Đấy được 10 điểm nghe nè, 10 điểm đó là 820. Ý là hồi tối mình không mua là mình được 932 điểm đó, ý là mình không có mua đó em. Mình mua là còn nhiều điểm nữa đó. Rồi đi xuống đây là gặp nhà tiên tri đúng không? Để coi à. Gặp tiên tri. Nó đi nó xây như vậy nè, mình quên chứ không gì hết trơn á. Rồi sao lại cái này nữa ta? Bà nội nó không êm rồi anh em ơi. Rồi ở đây thì còn phải mình mà biết nó có mua ha, mình mà biết nó có mua là mình đi hết mấy cái này luôn nè anh em, đi sạch mấy cái này luôn nè anh em. Xui quá tại mình gặp mấy cái con này nhiều quá nó làm cho mình mất điểm chứ không phải gì hết trơn anh em ơi. Phải mình gặp nó không gặp nó nhiều là mình đâu có mất điểm đến nỗi gì anh em. Chưa anh em, để mình không biết nó xây sao giờ cái chiều này bây giờ. À thằng nữ. Để coi thằng nữ là nói chung là nó quẹo. Nó quẹo ngược dữ lắm rồi. Đó, thằng nữ là nó quẹo ngược dữ lắm rồi anh em. Nó phải xây nó lại. Đó, vậy nè. Đấy. Nó quẹo dữ lắm rồi. Đó bây giờ thằng nữ mình đó, cái này cái gốc nè, đó. Trời ơi, gặp nữa anh em ơi. Mà sao mà cay dữ vậy ta? Sao cái clip này mình xui dữ dằn thiệt chứ. Giờ cuối mà còn gặp nữa nè. Mấy gặp nữa, gặp là bị trừ, cứ gặp là bị trừ. Ví dụ như mà không gặp nó là đâu có đến nỗi mà bị mất điểm đâu anh em. Phải mà mình mà biết nó có tính năng là mua là nãy giờ mình mua nó hết luôn đó nè. Mình mua mình làm mới nó rồi. Chết bà. Đó. Mua được 2 lần nghe nè. Vậy là mua được 2 lần. Đấy làm mới nó luôn. Trời ơi ra người không ra cái tới đàn. Có 900 điểm thôi anh em ơi, bèo quá. Rồi, nói chung là lên gặp người nghe nè.
Đấy, mình mua 6 lần là vừa đủ luôn nè. Đấy, phải mình mà biết tính năng mua là mình quất nó luôn rồi. Mình cứ tưởng đâu là nó cái kỹ năng của mình đâu ta. Đây, kỹ năng nè. Đó, kỹ năng nè. Như vậy là được 1000 điểm, 1007 anh em. Đấy, anh em nhìn thấy nè, ở đây á, ví dụ như không điểm là được mở 1 con nè, 500 điểm mở 2 con, 570 điểm mở 3 con, 650 điểm thì nở được 4 con nha. Đấy, mấy con to to nó cạo quá nghe nè. Con này như không có quá đấy, con này bé hơn không có quá. Mảnh không à anh em ơi, chứ không có gì hết trơn. Sao con này hôm nay nó xui quá vậy ta. Đấy, lấy con 507, mở phải theo thứ tự mới được anh em ơi. Ngày hôm mà mình không mở con 507, mở con 655 nó báo cái gì á, không ra được. Ủa sao không có cái ảo quá nào chơi vậy ta, bèo vậy. Ý là hên nữa nè. Nếu mà có tính năng này mua là sau này mình mua, mình gặp mình quất nó hết. Kìa, có gì đỏ đỏ kìa. Ôi mảnh, có mảnh một. Mấy mảnh đó là mảnh mặc định cuối cùng luôn á, là nó phải có đó. Nó mình đảm bảo với anh em, mình đã thấy tưởng đó mình không có tính năng mua, chứ bây giờ nó cho mình mua được 6 lần, cho sao mua 9 lần vậy nè, 9 lần. Nếu mà mua như vậy là coi như anh em đi, anh em sẽ kiếm được mấy ngàn điểm luôn, trên ngàn điểm luôn, thậm chí 1200 điểm là dư sức luôn anh em, đảm bảo với anh em. Để coi ngày mai mình sẽ đi kiếm, để coi kiếm được 1100, 1200 gì không nha. Đó, để coi coi vô phó bản xem thử coi. À, nó xóa cái kỷ lục cũ nè, nó xóa cái cũ của mình. Đấy, nó không có để mình hai lần ha. Nó ví dụ như là nó lấy cái cao nhất của mình thôi, chứ nó không có để cái 932. Đấy. À, ở đây nó có càng quét nè. Mà càng quét thì chắc nó không ấy đâu anh em ơi, để coi. Đấy. Càng quét mà đi hết lượt coi. Anh em càng quét thì anh em sẽ bị tốn rất là nhiều điểm nè, tốn rất là nhiều kim cương á. Tại vì bốn là bốn boss nè. Ví dụ như anh em càng quét cái này đúng không, càng quét là hết 100, mở một con boss là hết 100, mở hai con boss, bốn con boss là 400 anh em. Đấy, 400 mình ăn thì nó cũng có tỷ lệ ra thôi, mà anh em không để anh em ngày anh em bỏ 500 cái kim cương đỏ ra mà đi sao, đúng không. Rồi, như vậy là video của mình sẽ tạm dừng tại đây nha. À, hẹn nha. Chúc anh em vui vẻ nha. Nó thì cách đi thì nó đơn giản lắm. Nếu mà bây giờ mình đã mua thêm được mấy lần nữa nè, mua thêm được gần như là 9-10 cái chìa phá rồi, 9 thêm 9 cái chìa phá nữa, có nghĩa là anh em sẽ được 34 cái chìa phá, thì đảm bảo anh em sẽ đi 1200 điểm là dư sức 1200 điểm. Tại vì anh em chỉ cần thêm 4 cái chìa phá thôi, là nếu mà anh em đụng được 4 người ha, là anh em sẽ ăn được 200 điểm rồi, gần 200 điểm rồi. 5 người là ngon, mà anh em 9 được cái. Mà thấp nhất là 9 cái là anh em được 90 điểm á. Gặp người gặp, tại vì trong 5 lần này á, anh năm cái làm mới, hai cái làm mới là anh em vẫn vô được nè, hai cái làm mới vẫn có điểm nè, ngon lành. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.